trên triền núi cao Trường Sơn, đắm mòn mà đôi gò hót không mòn. Tắm đi nhằm phương Nam gió ngàn bước chân ta về quê hương, hồn về trong gió đang dâng chiều lên. Mong con đường ta đi là mồ hôi rơi tình quê tha thiết, ta đi theo anh. Trường Sơn nối mạch tình quê giữa hương ngàn, ôi nơi rừng cha ta nơi rừng bao vây quân thù bốn phía, con đường Nam Bắc thiêng liêng tình nghĩa, nơi chân trời đang dâng sắc hồng đang lăn lòng ta như nắng, ta đi theo anh. Là những người lính bộ đội Cụ Hồ thì cho phép em xin phép được gửi tới toàn thể các đồng chí một bài hát mà đi cùng với năm tháng, đi cùng với thời gian và chắc hẳn chúng ta không bao giờ có thể quên được với trái tim của người chiến sĩ đâu ạ. Xin được hát mãi về các anh bằng những tình cảm thân thương nhất với một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Thế Hiền, bài hát Hát Về Anh. Xin mời các đồng chí cùng đón nghe và không quên cho em một tràng pháo tay nho nhỏ để động viên tinh thần được không ạ?
Và cũng xin được thưa với tất cả các đồng chí là em Thúy hiện đang công tác tại Sư đoàn 361 của Quân chủng Phòng không quân. Cũng rất là vui và rất là vinh dự, rất là tự hào là những người lính được đeo quân hàm màu xanh bầu trời để giữ cho bầu trời thủ đô Hà Nội của chúng ta. Và hôm nay lại được về với tất cả các anh đã từng là những người lính Phòng không không quân. Cũng rất là vui khi được tham dự với chương trình này ạ.
đã dành cho em với ca khúc này. Và cảm ơn chị đã trở lên sân khấu và phụ họa cho em, cho bài hát thêm phần phong phú và sinh động hơn, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Và rất vui mừng phấn khởi cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay được chào đón tất cả quý vị đại biểu, khách quý và các đồng chí, và đặc biệt là các vô nhân của các đồng chí quân nhân ngày hôm nay cũng hiện hữu trở về đây. Chúng ta không quên vang lên một tràng tay thật nâng nhiệt để chào mừng ạ. Vâng, và để tiếp theo chương trình văn nghệ chào mừng cho đại lễ kỷ niệm 35 năm ngày nhập ngũ hôm nay, thì ngay sau đây chúng tôi trân trọng kính mời tất cả quý vị và các đồng chí cùng đón nghe một sáng tác rất là yêu thương của chị Nguyệt, là phu nhân của một cựu quân nhân, ngày hôm nay trở lên sân khấu với một sáng tác được mang tên Màu Hoa Đỏ. Một tràng tay thật nồng nhiệt để chào đón chị ạ. Xin mời.
Cảm ơn chị Nguyệt rất là nhiều với một bài hát chắc chắn rồi, cùng đi cùng với năm tháng, với thời gian mà trong trái tim của mỗi người chiến sĩ của chúng ta không bao giờ có thể quên được. Và rất cảm ơn chị Nguyệt với bài hát vừa rồi, cũng là ca khúc đã khép lại chương trình văn nghệ chào mừng cho đại lễ kỷ niệm 35 năm ngày nhập ngũ của những người chiến sĩ phòng không quân ngày hôm nay. Và rất vui mừng phấn khởi cho chương trình của chúng ta được chào đón quý vị đại biểu khách quý ngày hôm nay. Cho phép tôi được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí đại biểu về đây. Và chúng ta không quên vang lên chào và tay nồng nhiệt để chào mừng quý vị nhé. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Hữu Thỉnh, đại diện cho thường trực Đảng ủy Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà. Chúng ta cùng chào đón sự diện của bà Nguyễn Thị Thảo, đại diện cho Hội đồng Nhân dân xã Liên Hà. Và một tràng vào tay thật lớn để chào đón sự diện của ông Nguyễn Hữu Hường, đại diện cho xã đội trưởng xã Liên Hà. Và chào đón sự diện của tất cả các đồng chí trưởng ban ngành đoàn thể đã về tham dự với chương trình của chúng ta. Và một tràng vào tay thật lớn hơn nữa để chào đón tất cả các đồng chí là cựu quân nhân của Sư đoàn 365 Quân chủng Phòng không Không quân. Và tôi nghĩ rằng một tràng vào tay thật lớn hơn nữa để chào đón sự diện của tất cả các phu nhân của những người chiến sĩ năm ấy ạ. Và về dự với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, các đồng chí và quý vị đại biểu khách quý đã không quên mang theo những tình cảm yêu thương của mình là những lẵng hoa vô cùng tươi thắm để dành tặng cho chương trình. Ngay sau đây chúng tôi trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Hữu Thăng, trưởng ban liên lạc của Hội đồng ngũ chúng ta sẽ di chuyển lên sân khấu để đón nhận lẵng hoa vô cùng tươi thắm này ạ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời lãng hoa vô cùng tươi thắm đến từ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Hội đồng Nhân dân, thay mặt cho Đảng ủy sẽ di chuyển sân khấu để trao hoa. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Hữu Thỉnh ạ. Đồng chí Nguyễn Hữu Thỉnh ạ. Vâng ạ, một tràng vào tay thật lớn thay cho chương trình để cảm ơn những lãng hoa vô cùng tươi thắm đến từ Đảng ủy Ủy ban Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà. Xin mời đồng chí Thăng sẽ đón nhận lạc hoa này và trân trọng kính mời các đồng chí sẽ lắng lại sân khấu để lưu lại khoảnh khắc này ạ. Chuẩn bị, chào cờ, chào. We'll be right back.
Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Thảo, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đại diện thường trực Đảng ủy Hội đồng Nhân dân xã. Kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Thinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đại diện Ủy ban Nhân dân xã. Kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Hường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và chính quyền Hội đồng Nhân dân xã, Mặt trận Tổ quốc xã, Hội Cựu chiến binh, Hội cựu quân nhân, trưởng Ban Quân sự xã. Thưa quý vị và các đồng chí thân mến, trong bầu không khí thi đua sôi nổi của cả nước chào mừng các ngày lễ lớn, mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, chào mừng Đảng ta 94 tuổi, chào mừng kỷ niệm các ngày sự kiện lớn, được sự hỗ trợ của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Ngũ tháng 3 năm 1989, Sư đoàn Phòng không 365, Quân chủng Phòng không Không quân đã được tổ chức gặp mặt thân mật 35 năm ngày nhập ngũ và kỷ niệm 5 năm ngày thành lập hội. Thay mặt Ban Liên lạc Hội, tôi xin gửi lời chúc sâu sắc nhất đến quý vị và toàn thể các đồng chí, quý vị quan khách sức khỏe tốt nhất, hạnh phúc gia đình an khang thịnh vượng. Thưa các đồng chí, cách đây 85 ngày 22 tháng 12 năm 1944, dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân gồm 34 chiến sĩ tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng của Việt Nam, khi giai cấp công nhân và nhân dân ta có một đội quân mới do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức giáo dục và rèn luyện. Quân đội này không chỉ là một lực lượng chiến đấu mà là một biểu tượng của sự đoàn kết tự do và chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội ta đã vượt qua thử thách lịch sử từ chiến công đầu phay khét Là Ngần đến chiến thắng lịch sử tại Điện Biên Phủ, đóng góp lớn cho sự giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chúng ta đã trải qua những giai đoạn quan trọng của cách mạng, từ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quân đội Việt Nam với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc, quyết sinh cho nhân dân đã ghi dấu ấn chiến công lừng lẫy trên đất nước và quốc tế. Sư đoàn Phòng không 365, Quân chủng Phòng không Không quân, nơi chúng ta đã được đào tạo và huấn luyện, đã là nhân tố quan trọng góp phần vào sự lớn mạnh của quân đội. Sau những năm cống hiến và chiến đấu, chúng ta hiện là những người lính trưởng thành, mang theo những giá trị phẩm chất anh bộ đội và những truyền thống của Sư đoàn 365. Đây không chỉ là niềm tự hào và quá khứ, mà còn là động lực để chúng ta tiếp tục góp mặt vào xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh. Nhớ lại những ngày nhập ngũ cách đây 35 năm, mỗi chúng ta là những chàng trai trẻ mới rời xa gia đình, bắt đầu cuộc sống mới trong quân đội. Hành trình đó đưa chúng ta đến với nhau, tạo lên những kỷ niệm khó quên và những mối quan hệ đồng đội vững chắc. Cùng nhau chúng ta đã trải qua những khó khăn, thử thách và hồi ức đáng nhớ trong những buổi huấn luyện và những lúc hồi hộp trước nhiệm vụ được giao. Hôm nay chúng ta lại có dịp hội ngộ, làm sống lại những kỷ niệm xưa, nhưng cũng là dịp để cùng nhau nhìn về tương lai. Chúng ta đã có những cống hiến, những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, và tôi tin rằng chúng ta sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa. Sự đoàn kết, lòng tin và tinh thần đồng đội
sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách, gìn giữ và phát huy truyền thống quân đội ta. Chúng ta không chỉ là những người lính mà còn là những công dân, những thành viên tích cực của xã hội trong mọi công việc và hoạt động. Hãy luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và tinh thần yêu quê hương, mà còn là niềm tự hào và trách nhiệm với bản thân, với gia đình và những người thân yêu. Chúng ta cũng không quên những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Họ đã đóng góp phần lớn vào chiến công và vai các quân đội và dân tộc. Chúng ta luôn nhớ và biết ơn công lao của các anh hùng liệt sĩ và hứa sẽ giữ vững truyền thống xây dựng quân đội vững mạnh để bảo vệ những thành tựu cách mạng và xây dựng đất nước chúng ta ngày càng giàu đẹp. Cuối cùng, tôi xin chúc các đồng chí và các vị khách quý một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc viên mãn và tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xin chân thành cảm ơn. Và có lẽ là ngay giờ phút này đây thì ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị đại biểu và các đồng chí chúng ta sẽ di chuyển lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm ạ. Và một nội dung mà không thể thiếu trong ngày đại lễ kỷ niệm 35 năm ngày hôm nay đó chính là nội dung dự tiệc liên hoan ạ. Để chúc mừng cho tất cả tình đồng chí của các đồng chí sẽ gắn kết với nhau thắm thiết theo thời gian, theo năm tháng. Thì ngay sau đây, xin mời tất cả đồng chí chúng ta lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm ạ. Xin mời. Thì ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho xã Liên Hà sẽ di chuyển lên khấu có đôi lời phát biểu và cũng như là động viên khích lệ chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời các đồng chí ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các anh, các đồng chí, được sự thống nhất của Ban Liên lạc Hội đồng ngũ 1989 Sư đoàn 365 Quân chủng Phòng không Không quân về việc tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày nhập ngũ, thì hôm nay Hội đồng ngũ 1989 Sư đoàn 365 Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 35 năm ngày nhập ngũ, thay mặt các đồng chí lãnh đạo xã xin gửi tới toàn thể quý vị đại biểu, các anh, các đồng chí lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân, trong đó có tuổi trẻ, thanh niên của cả nước và thanh niên của huyện Đan Phượng là chúng ta nói riêng. Thì năm 1989 vào tháng 3 thì lực lượng chúng ta đây đã lên đường nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc. Trải qua thời gian rèn luyện và thực hiện nghĩa vụ quân sự trong quân ngũ với thời gian trung bình là 3 năm thì các anh, các đồng chí cũng đã có kiến thức bản lĩnh của anh bộ đội cụ Bộ Hồ. Đấy, thì hết thời gian trong thực hiện nghĩa vụ quân sự thì có anh, có đồng chí là tiếp tục là thực hiện trong quân ngũ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Còn có anh, có đồng chí thì cũng là về với địa phương để lao động sản xuất, phát triển kinh tế của gia đình và địa phương. Các anh về địa phương lao động sản xuất thì có những anh, có đồng chí cũng rất tham gia công tác tại hệ thống cơ quan, tổ chức nhà nước và hệ thống chính trị ở địa phương. Đấy, còn lại các anh thì cũng đã làm kinh tế, phát triển kinh tế gia đình, và có những anh thì cũng đã là chủ cơ sở và là những giám đốc của những công ty doanh nghiệp. Đấy, đã thu hút và tạo việc làm cho rất nhiều lao động. Đấy, và tài sản cũng như là vốn hoạt động của các anh lên tới vài trăm tỷ cũng như hàng chục tỷ đồng. Đấy, thì cái này chúng ta cũng đã rất nhiều anh ở trong địa bàn Nam Phượng chúng ta đã làm được những cái góc độ rất là tốt. Thì cũng xin chúc mừng các anh và cũng mong rằng là các anh, các đồng chí luôn là những cái tấm gương để các lớp thế hệ sau là học tập và phát huy kế thừa. Thì hôm nay thì rất vinh dự cho mảnh đất quê hương Liên Hà được đón toàn thể các anh, các đồng chí trên địa bàn huyện Đan Phượng về hội tụ tại quê hương Liên Hà, tại cái mảnh đất làng nghề, khu kinh tế của xã Liên Hà, gặp mặt và giao lưu chia sẻ. Đây cũng là cơ hội để Liên Hà giới thiệu với tất cả mọi người biết thêm, rõ thêm về quê hương Liên Hà, con người, mảnh đất quê hương.
Thay mặt các đồng chí lãnh đạo xã, xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, các anh, các đồng chí đã không quản ngại đường xá xa xôi, đã dành thời gian về dự hội nghị buổi gặp mặt tại trung tâm kinh tế của Liên Hà chúng tôi. Thì chúng tôi cũng rất là tự hào và tin rằng các anh, các đồng chí sẽ đã được rèn luyện trong quân ngũ thì luôn phát huy được tác phong, rồi bản lĩnh anh bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tham gia công tác, rồi tham gia phát triển kinh tế cũng như là xây dựng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và kinh tế ngày một phát triển. Cuối cùng trước khi dừng lời thì một lần nữa trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu đã dành thời gian về dự buổi gặp mặt liên hoan tại ở địa bàn Liên Hà, và chúc toàn thể quý vị đại biểu, các anh, các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn, xin cảm ơn phần phát biểu động viên của ông Thinh, Phó Chủ tịch xã Liên Hà của chúng ta. Và để đáp lại tình cảm này, chúng tôi trân trọng kính mời ông Thăng sẽ trở lên sân khấu để có đôi lời phát biểu đáp từ. Cảm ơn, xin mời. Vâng, xin chân thành cảm ơn Đảng ủy Ban Nhân dân xã, Ban Quân sự xã cùng với tất cả anh em trong hội đồng ngũ 089 và các chị em phụ nữ là những người vợ của những anh em trong đồng đội. Giờ phút này anh em chúng ta đã tổ chức buổi meeting để dừng lời. Tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả anh em và các đồng chí. Chúc anh em, các đồng chí sang năm mới sức khỏe, thành đạt. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn đồng chí Thăng và xin mời đồng chí Thăng lán lại sân khấu. Xin được trân trọng kính mời ông Khải sẽ di chuyển lên sân khấu để trao hoa. Xin mời đồng chí Thăng sẽ đón nhận tình cảm này ạ. À, vâng, mời hai bác nhìn cửa để cháu một chút nhé. À, vâng, mời hai bác nhìn đây ạ. À, vâng, chú hãy nhìn về phía cháu một chút bác ơi. Bác hãy nhìn vào ống kính của cháu nhé. Không nhìn máy này đâu ạ, nhìn vào máy của cháu ạ. À, vâng, cháu mời tất cả. Okay, vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn ông Khải rất là nhiều. Xin mời ông trở lại với hạng ghế danh dự của mình. Các đồng chí đại biểu và các đồng chí cựu quân nhân và đặc biệt các phu nhân, chúng ta cùng đứng dậy. Vâng ạ. Chúng ta cùng đứng dậy ạ. Biên chế hết rượu và ly của mình chưa ạ? Được chưa anh em ơi? Canh biên chế hết rượu và ly của mình đi ạ. Đó là uống rượu phải uống cùng nhau. Nếu mà không như thế thì nó sẽ đau cái dạ dày nhá. Mà uống rượu phải uống ly đầy ạ. Nếu mà không như thế thì cái dạ dày nó lại đau. Tránh cái tình trạng mà chúng ta say không đồng đều thì em đề nghị tất cả các đồng chí biên chế rượu ly đầy. Anh em ạ, biết là chất lính rồi thì anh em tất cả là theo quân lệnh đúng không? Là kỷ luật sắt. Okay. À, để mình đề nghị là canh bên này giám sát xem các đồng chí đại biểu chúng ta ly đầy chưa, đặc biệt là chị Thảo nhá, ly đầy nhá. Các đồng chí sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Tay đâu ạ? Rượu đâu ạ? À, các chị chưa sẵn sàng kìa. Em đề nghị các chị đứng dậy kìa. Để nhiếp ảnh ra camera tôi sẽ quay lại. Đề nghị các chị em đứng dậy. Đứng dậy hết đi ạ. Vâng, em sẽ có đưa ra cái slogan của chúng ta sẽ là hai lần rô và một lần thứ ba là chúc mừng, được không ạ? Các đồng chí ơi! Tay đâu? Tay đây! Rượu đâu? Rượu đây rồi! Sẵn sàng chưa? Hai ba rô! Chúc mừng! Xin mời nâng ly cạn chén đi ạ! Uống nào ạ? Uống hết nhé! Hết nào ạ? Hết sạch nhá. Chúc mừng anh em. Các bạn ơi, giờ tay chụm lên hot lên cho em nhá. Vâng ạ. Dê, vâng, hết chưa? Chúng ta sẽ lên nhá. Hết chưa? Vâng. 2, 3, lên. Vâng, xin được kính chúc tất cả các đồng chí, quý vị đại biểu và các đồng chí cựu quân nhân, chúng ta sẽ thưởng thức bữa tiệc ẩm thực tại bàn. Người lính của chúng ta rất là vất vả, rất là gian nan, nhưng mà bên cạnh đó thì rất là lạc quan, rất là yêu đời. Và gia tài của người lính là chỉ có một chiếc ba lô đúng không ạ? Và một khẩu súng cộng với một đôi dép rất là đơn sơ, rất là mộc mạc. Em thì xin phép được gửi tới tất cả các anh chị một bài hát được mang tên Trái Tim Chiến Sĩ. Xin mời các đồng chí đón nghe và ưu ái cho em một tràng vào tay để cổ vũ động viên tinh thần nhá. Chúc các anh chị chúng ta ngon miệng nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dân ta tay không những vui lấy cuộc đời, mấy dân vì vẫn nuôi nụ cười, yêu biển ta còn đi đâu này được ý chí. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cô gái vẫn cứu nữa, mãi có tay tay tuổi cha tròn, bàn tay em quá mờ, đang khó bài ngày em tiếng xưa. Em có nghe yêu thương nơi tiền phương, dừng lòng biển lòng ta biết rồi ta. Đồng đội của chúng tôi chỉ đeo súng để cho nó oai hay không? Đúng không? Chứ không phải là đeo súng. Vâng ạ. Đeo súng là súng lên lên đồi cao là bắn vào đầu giặc thôi. Đeo súng cho nó oai thôi em ạ. Vâng ạ. Đúng là lấy chồng của những người đi mãi chắc thủ là chắc thủ á. Đến đến các số một ta nhưng mơ bắt được tiền. Đúng là quê hương Liên Hà, quê hương nước trắng gạo trong, chúng tôi đã đến thì đúng là lòng không muốn về. Anh như kiểu nghệ sĩ đúng không ạ? Anh em mình hát thơ sĩ. Hai đứa mình yêu nhau. Hai đứa mình yêu nhau ạ? À? Các đồng chí có đồng ý không ạ? Tôi muốn nhảy lắm rồi đấy, muốn nhảy lắm rồi. Nhưng đây là nếu thôi, còn nếu thật thì sao ạ? Nếu thật thì sao? Em bảo sao? Nếu thật, thì... em đã hỏi anh trả lời nếu thật thì sao ạ? Anh ok. Đêm đông giá rét thì cận kề, nếu em mà muốn ăn sống một mình thì hãy về bên anh. Anh có. Đúng là mùa đông đang cận kề thật. Hôm nay em về bên anh đi. Dạ. Nhá. Nhất trí anh ạ. Vâng. Anh nào có rượu à? Có trầu thì cho em miếng đỏ môi, nhưng có rượu cho em hấp thêm tươi mà hồng để song ca, bản lĩnh song ca với anh vài ngày nữa. Hai đứa chúng tôi hôm nay đã chính thức công khai ra mắt với lại toàn thể quý vị khán giả cùng toàn thể anh chị em trong hội lính 89. Hôm nay đúng là chúng tôi sẽ hát bài Hai đứa mình yêu nhau. Yêu nhau cũng lâu rồi. Anh cứ thưởng hoa ly này say đấy. Thank you.
trí là đêm mai mới yêu nhau cơ. Hôm nay đông thế này thì yêu làm sao? Kính mời tất cả những ai là vợ của các anh trở lên sân khấu hát một bài. Các chị đứng lên đây và hát tập thể một bài để cho camera của chúng em sẽ ghi lại khoảnh khắc này, để là 5 năm sau chúng ta sẽ nhìn lại khoảnh khắc này bằng một slide trình chiếu hoàn chỉnh hơn, được không ạ? Và những ai là vợ của cựu quân nhân, bởi vì là hậu phương có vững chắc thì tiền tuyến mới xông pha trận mà mới thành công được, đúng không ạ? Là những người vợ mà nhiệt tình hôm nay về đây, em nghĩ rằng cái điều này chúng ta lên trân trọng, đúng không ạ? Và đề nghị tất cả các anh ở phía dưới cổ vũ bằng những tràng vào tay nồng nhiệt và những bông hoa tươi thắm, và đặc biệt là những ly rượu rất là yêu thương để dành cho tất cả các chị nhá. Xin mời các chị trở lên sân khấu với một bài hát để cho nhiếp ảnh ra cũng như là camera chúng tôi sẽ quay lại nhỉ. Vâng ạ. Là thương nhau, em bắt đầu anh thương nhau.
Thank you.
lên hiện trường. Lắm anh em trên một chiếc xe lăn, lăn bông hoa nở bồng bồng môi. Những năm tháng tay trên một bàn tay đã rung trần là nắng người chưa một mà. Anh em ơi, rất tuyệt vời. Như hôm nay những kỷ niệm của những anh em mình.